Thưa quý vị, bạn đọc Mai Lan đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho chúng tôi rằng: trước đây tôi đã từng bị sàm sỡ ngoài đường do đi làm về khuya đường vắng. Sau đó tôi có báo sự việc cho công an phường và họ cũng tìm được người sàm sỡ tôi hôm đó. Mức phạt cho người này chỉ có 200.000 đồng. Vừa qua tôi có nghe về quy định mới sẽ nâng mức phạt cho các hành vi sàm sỡ khiêu dâm nơi công cộng. Xin hỏi mức phạt cho các hành vi trên được quy định cụ thể như thế nào? Dưới đây là câu trả lời của luật sư Lê Văn Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước đây, đối với các hành vi như sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục nơi công cộng, thì người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 5, Nghị định 167/2013. Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 tới 300 ngàn đồng đối với người nào có cử chỉ, lời nói, thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Tuy nhiên mới đây, Nghị định số 144/2021 thay thế cho Nghị định số 167/2013 đã có quy định cụ thể rõ ràng cho từng hành vi nêu trên. Theo khoản 5 điều 7 Nghị định số 144/2021, phạt tiền từ 5 tới 8 triệu đồng đối với người nào có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục hoặc khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Như vậy có thể thấy quy định mới đã khắc phục những bất cập tại quy định cũ khi quy định rõ ràng cụ thể cho từng hành vi. Đồng thời, nghị định mới cũng đã tăng mức tiền phạt lên rất cao so với mức phạt cũ để đạt hiệu quả răn đe phòng ngừa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.